Xin chào quý vị và các bạn. Trong nội dung này chúng ta sẽ cùng nhau tìm giá trị nhỏ nhất trong ba số ABC. Nếu ba số bằng nhau thì coi như là không có giá trị nhỏ nhất. Ví dụ mình sẽ thực hiện nhập vào thứ tự input lần lượt là ABC này. 123 thì cái giá trị min bằng 1. Nhập vào 366 thì không có giá trị min. Trừ 9, trừ 8, trừ 7 thì ở đây giá trị min bằng trừ 9. Để thực hiện được cái việc mà kiểm tra min ở trong ba số này thì cái việc đầu tiên mình sẽ kiểm tra xem ba số có bằng nhau hay không. Nếu ba số bằng nhau thì kết luận luôn không có min, sau đó thì không thực hiện gì nữa. Còn trong trường ngược lại thì mình sẽ giả định rằng min là cái giá trị đầu tiên là A. Sau đó mình sẽ kiểm tra min với B và C. Sau khi mà gán min bằng A thì mình sẽ so sánh xem min có lớn hơn B không. Nếu có thì cập nhật lại min bằng B. Sau khi mà so sánh B, mình lại kiểm tra tiếp xem liệu là min có lớn hơn C không. Nếu min lớn hơn C thì lúc này min chính là cái giá trị C. Như vậy sau khi thực hiện hai cái so sánh đấy, mình xuống kết luận thì sẽ nhận được cái giá trị min. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện trong cái công cụ lập trình. Các bạn tạo ra một cái file mới và đặt tên cho nó. Cái này là cái bài thứ 5. Các bạn nhập vào đây, bài 5. Sau đó thì chúng ta sẽ tạo file nhé. Ở trong đây thì chúng ta sẽ bắt đầu với một cái include. Đó là IO stream. Sau đó thì chúng ta sẽ using namespace std. Ở chỗ này thì chúng ta bắt đầu với int main. Và cái main của chúng ta thì nó sẽ có một cái ở trong này là mình có ba cái giá trị ABC kiểu int này, B này, C này. Tiếp mình sẽ thông báo ra cho người ta biết, đó là nhập vào ba số A, B, C. Sau đó thì mình sẽ đọc cái ba số này vào, A này, B này, C này, theo đúng cái thứ tự. Sau khi nhập xong thì chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra và in ra kết quả. Để kiểm tra in ra kết quả thì cái đầu tiên chúng ta check đó là xem ba số này có bằng nhau hay không. Nếu A bằng B, đồng thời B cũng bằng C, thì điều này đồng nghĩa với việc là A, B, C cùng giá trị với nhau. Thì chúng ta thông báo ra là không có giá trị nhỏ nhất. Được chưa? Sau đó thì cái chỗ này mình sẽ cho đây là align, kết thúc dòng. Trường hợp còn lại else thì mình giả định rằng mình có cái giá trị min, khởi đầu mình cho nó bằng A. Sau đó mình check xem cái giá trị min này nó có lớn hơn B không, hay nói khác là B nhỏ hơn min hay không. Thì nếu điều này xảy ra mình sẽ cập nhật lại min bằng B. Tiếp theo sau khi mà if với B xong thì tiếp tục if với C. C mà nó nhỏ hơn min. Các bạn có thể để min mắc trước sau đều được nhé. Đây này. Đấy, mình để cái này là để cho các bạn nhìn thấy là cái này min nó lớn hơn B. Còn cái này chỉ cũng tương tự như thế thôi, chẳng qua là mình đổi chỗ hay cái này. Mà nếu mình muốn thống nhất thì min, nếu min mà lớn hơn đây, C, đấy, cho nó đồng nhất với cái bên trên, thì lúc này mình cũng cập nhật lại min bằng C. Sau khi mà check xong hai cái điều kiện này thì chúng ta xuống đến đây này, chúng ta in ra cái kết quả. Chúng ta cout ra đây là giá trị min bằng, in ra cái giá trị min ở đây. Sau đó thì mình sẽ bonus thêm cái align để xuống dòng. Đó, bây giờ chúng ta ra đây xem cái bộ test này. Thì lúc này chúng ta có là 123, 132 cũng như nhau. Không có giá trị nhỏ nhất hay không có giá trị min thì mình sẽ sửa cho nó giống đề bài đi. Ok. Rồi bây giờ mình chạy để xem cái kết quả của mình là gì. Chúng ta sẽ nhập vào cái bộ số, và cái bộ số này các bạn nhập tùy ý thôi, đúng ba số là được. 1 này, 3 này, 2 này. Kết quả của ta min bằng 1. Ở đây nó hơi dày một tí, chúng ta lại bonus thêm một cái align. Tiếp theo chúng ta sẽ chạy lại với một cái bộ số là nhiều giá trị cùng nhau, ví dụ như là 666. Giá trị này là kết quả không có min, đúng như là trong cái bộ test của chúng ta. Đây. Bây giờ tiếp tục là cái bộ số -9, -8, -7 để xem nó có ra cái giá trị min hay không. Chúng ta phải test với nhiều cái bộ test nó dị dị một tí. -9 này, -8 này, -7 này. Kết quả của ta min bằng -9. Nếu như mà cái chương trình các bạn viết đúng thì các bạn nhập cái giá trị min ở cái vị trí nào trong ba cái số đó. Ví dụ như là -7 đi, -9, sau đó mới -8. Thì cái lúc này thằng min của chúng ta nó ở trong giữa. Như vậy thì nếu chương trình đúng thì nó vẫn in ra kết quả min của chúng ta là -9. Bây giờ mình sẽ thử nhập min ở cuối cùng, tức là cái số thứ 3 trong 3 số. Thì chúng ta sẽ xem ở cái kết quả nào. Ví dụ -8 này, cách này -7 và -9. Thì ở đây min là số thứ 3 cho nên là chúng ta sẽ thấy được đây. Min vẫn là -9. Ok, như vậy trong cái nội dung của cái bài này á, chúng ta đã giải quyết xong cái vấn đề đó là tìm cái số nhỏ nhất hay là giá trị nhỏ nhất trong 3 số A, B, C là số nguyên nhập vào từ bàn phím. Và đồng thời ta cũng kết luận được là nếu trong 3 số đấy mà giá trị nó bằng nhau hết thì không có giá trị nhỏ nhất hay là không có giá trị min. Cái code mẫu thì có ở phía dưới phần miêu tả video, và chúng ta sẽ kết thúc video này. Gặp nhau lại trong những cái video kế tiếp.